Xin chào mọi người đang xem kênh Dì Quên TV của Tiên nha. Hôm nay Tiên chuẩn bị một mâm cơm giã chiến miền Tây cho mẹ chồng và bà mình xin ăn thử trước khi chia tay về Việt Nam ăn Tết nha mọi người. Thì hai mấy Tết này Tiên sẽ về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình, nên là trước khi về Tiên tranh thủ làm bữa cơm cho mọi người bên nhà chồng trải nghiệm thử mâm cơm miền Tây như thế nào. Nhưng mà tại vì là không có đầy đủ được cái gia vị nguyên liệu ấy, nên là mình ăn kiểu như tượng trưng, mình ăn kiểu như là giã chiến thôi nha mọi người, ăn tham khảo thôi nha. Đây là mâm cơm ngày Tết của Tiên chuẩn bị ngày hôm nay. Thì mình ăn sương sương kiểu như giả chiến đó nha mọi người. Chứ bên này kiếm đầy đủ nguyên liệu đúng cái vị thì cũng khó lắm. Nên là mình ăn kiểu tượng trưng nha. Có nhiều ăn nhiều. Thì đây là thịt kho hộc vịt. Thì mình thay bằng trứng cút nha. Rồi, đây là khổ qua dòng thịt. Mắm tép nè. Tại Tiên người miền Tây ấy, nên là Tiên chuẩn bị mâm cơm kiểu miền Tây nha. Đây là dưa kiệu nè. Bánh tét. Nhưng đậu phải hết nhân chuối à, với lại mâm mứt các loại trái cây. Mất sẽ tới đoạn nào tôi cần nhận chấm cô đô tôi sẽ ở yep nè. Thì món này mình sẽ ăn cùng với cơm nha mọi người. Ikan sun bắp đang cắt thịt mọi người ở. Ikan đấy. À, ikan cần á. Yep. Nè. Mày thấy sao? Mình chưa. Ikan mong bữa sẽ. À, ikan mình đó. Đầu tiên là mình sẽ ăn thử thịt kho vịt nha mọi người. Có muốn? Ibi chúc ai á? Cảm ơn. Bà Trinh giống Tiên wow. Là không thích ăn mỡ. Thế cái bồ tử lần đấy. Ồ, nó mềm gia đình mọi người nhưng mà Phúc xoay mà nào bà. Để Tiên lượt cũng không có mỡ thì ăn nha. Cái đồ hồng tương cầm mốc ở đây. Rất là mềm luôn mọi người. Chỉ cái bồ tử lọc cho. Cô kì. Bồ tử lọc cho. Cái bồ tử lọc cho. Cái này là Dưa cải với miền Tây á mọi người. Một cái mốc bồ xe. 절인 건데 우리가 좀 도르상카 비슷해. 이게 뭐예요? 네, 비슷해요. 배추예요 이게? 이거 배추 아니에요. 그렇구나. 아까 어머님 말처럼 도르상카 비슷한 맛이에요. 유가이 무이. 네, 이거 고기가 먹어도 괜찮네. 우리나라 좀 백김치처럼. 그냥 유가이 무이 라드가 없지. 맛있게 이거 고기. 되게 부드럽고 또 명절 음식인 거예요? 응. 아 그래? 아니, 이거 평일에도 해 먹어요. 근데 설날에 꼭 있어야 돼요. 우리 지방에는 남부 지방. 민남 là Tết là phải có thịt kho hộp vịt. Với lại dưa cải muối. 되게 달콤하고 그런 느낌? 여우니까. 어, đó mỗi lần tới đó là mừng lắm mọi người. 매년 괜찮아요. 아니, được ăn thịt kho hộp vịt nè. Được ăn dưa cải muối nữa. Mẹ với ngoại đi chợ là mua dưa cải về, nhận vô hộp để làm dưa cải. Trời ơi, không khí ngày Tết nó vui lắm mọi người. Mà vui nhất là được lì xì, chứ được đi đánh bài á. Đúng rồi. Cái thịt rất là đặc biệt, cái kim chi 같은 거. Cái mùi mà rất là sợ. Chua thêm mùi. Cái nước này mà chan cơm ăn là, trời tao nói nghe, hồi đó ha. Cái 밥에 비벼 먹는구나. 네. 아, 나 đi chơi về là đi chơi nhiều khi Tết đi tới 11 12 giờ đêm mới về á. Xong là cứ bới một tô cơm. Rồi múc dưa cải bỏ vô thịt kho hộp vịt bỏ vô rồi ngồi ăn thôi. Ok. Thì nay sẽ nói này là Ba mẹ nít kê nổ lô chứ bè hoài à. Nổ ra gần nít kê vào구나. Nổ ra gần nít kê vào 11시, 12시 쯤. 배고파서 이런 거. 배고프지. 큰 그릇 깨서 밥하고 이거 조금 넣고 저거 조금 넣고 비벼 먹어요. 아 아직 기억나요. 우리나라 배고프면 와가지고 밥에다 반찬 넣고 막 비벼 먹듯이. 똑같네. 밥 넣기 어디 그렇게 돌아다녀. 어잖아요. 12시까지 어디서 다녔을까요? 장조림 비슷하네. 그런 느낌 나네요. 근데 덜 짜고. Lúc đó ăn ngon lắm mọi người, ăn ngon cực kỳ luôn. Ăn ngon phù hợp đó. Bây giờ cũng ngon nữa. Mới lên lên chị. Dạ ít chút bị được rồi nè. Nhưng có một bộ này cơ. Này, như một bộ xe. Ngon một cái màu á, cứ nhá. Ừ. 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 Ngày Tết là một cái ngày rất là ý nghĩa, Tiên rất là vui mừng. Ồ, mua cái thứ đó. Ê, anh này chưa? Anh này có nghĩa mẹ hồi sành sơn. Sành sơn ổ tinh cho đó.
À, về cá đó cá gì cô? Đây là hũ qua dòng thịt mà ở trong nó là có cá nha mọi người. Cá là người ta dồn vô chả cá thác lát nha mọi người. Nhiệt tiệt à, ok. À, mình sẽ chấm cái này. Đi cô, đi cô chụp chiếc cơm rồi á. Chấm với một chút nước mắm nữa. Ok ok. Có đây. Một bài. Ngày Tết thật sự là một cái ngày rất là ý nghĩa với Tiên. Tại vì á, lúc đó ba mẹ của Tiên đi làm xa, làm Sài Gòn á mọi người. Tết thì một năm mới về được một lần thôi, mới xung vầy với Tiên thôi. Nên là Tiên rất mong được ngày Tết để bố mẹ về thăm mình, rồi được ăn ngon nè, được mua đồ mới nè, được lì xì nè, rồi được đi chơi nữa. Nói chung là Tết là một cái gì đó nó động lại trong Tiên rất là nhiều luôn, mà mỗi lần nghĩ tới nó đều cảm thấy rất là nôn nao. Sao? Đắng, hủ qua đắng. Nghe. À, có sữa là sữa là gì nè. Sữa mát sữa mát sữa mát. Chị có sữa. Mới sữa. Sữa mát sữa mát sữa mát. Nhưng mà nhiều mà mọi người 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 mọi 네. 방문 사람 몸 좋겠다. 왜냐면 나 당면 먹는 거 너무 좋아해요. 아, 여주가 우리나라에 당면 사람 요즘 많이 먹는다. 당면. 당면. 이게 특별히 những người bị tiểu đường á mọi người. 씁쓸한데. 어, 깔끔한 맛이 또 있네. Năm nay là Tiên được về Việt Nam chơi ngay ngày Tết rồi, Tiên mừng lắm mọi người. 10 năm mà. 신기한데? 10 năm rồi mới được dẫn chồng con về quê chơi. Dẫn hai vui theo anh Ba Đông nữa. Cho nên là trời nhiều khi Tiên cảm thấy nghẹt thở luôn khi mà nghĩ đến á. Nên là mọi người, Tiên cũng mong mọi người á là sẽ được Việt Nam ăn Tết đoàn tụ cùng gia đình giống như Tiên. Mặc dù trong thời điểm này nó rất là khó khăn. Một năm mình vừa trải qua một năm rất là khó khăn đúng không? Nhưng mà mong là mọi người sẽ được một cái Tết đoàn viên. Nghe, yêu chú đang anh ấy có đang cả chê sợ chứ có mong cái mà xịt. Chưa mua ăn, chưa mua ăn cho nên mua cái mà xịt thôi. Cứ vậy. Mà sao chấm với nước mắm ớt ngon cực kỳ luôn. À, hôm qua Tiên vừa đọc được một bài báo nói về Bia Việt hỗ trợ người dân Việt Nam của mình về quê ăn Tết. Họ làm cái một cái sự kiện gọi là trạm đoàn viên trên tuyến đường từ thành phố Hồ Chí Minh về quê và từ Hà Nội về quê. Thì trên những cái tuyến đường về quê này á là họ sẽ lập ra những cái trạm gọi là trạm đoàn viên đó mọi người. Thì ở những cái trạm đoàn viên này sẽ cung cấp cho mọi người xăng miễn phí, những phần ăn miễn phí, nước uống miễn phí, khăn ướt miễn phí và luôn cả hệ thống sửa xe luôn nha mọi người. Ví dụ như mình đi trên đường về mà xe mình kiểu như quá tải á, nó có hư buggy hay là bị bể bánh hay gì đó thì trạm đoàn viên này sẽ liên kết với những cái cửa hàng sửa xe để mà sửa xe cũng như là bảo dưỡng, bảo trì xe cho mọi người về quê luôn. Đây là một cái chương trình cực kỳ ý nghĩa mà Tiên muốn chia sẻ cho mọi người. Khi mà về quê bằng xe máy á, thì mình sẽ rất là mệt mỏi vì phải chạy xe đường dài nè, khói bụi nữa, nguy hiểm nữa. Nên là Tiên mong mọi người hãy ghé những cái trạm này để mà nhận được sự hỗ trợ nha. Nói chung là về bằng xe bus á, thì nó cũng tiện, nhưng mà do đang dịch Covid nên là cũng nguy hiểm mà, nên người dân mình chọn đi xe máy về nhiều hơn. Bài báo về trạm đoàn viên của Bưu Việt trên trang báo Tuổi Trẻ nha mọi người. Tựa đề là hết mình về quê, hành trình khởi sắc của Tết Việt. Tình nguyện viên đang hướng dẫn cho mọi người tại trạm dừng chân á. Kéo xuống thì các câu chuyện về quê Tết của những người con xa quê, những người đi làm xa xứ. Nè, sửa xe đó nè mọi người. Rất là ý nghĩa luôn. Thật sự và Tiên phải chia sẻ cái điều này đến mọi người để mình về quê được thuận tiện hơn cũng như là an toàn và lại được có quà nữa, tiết kiệm tiền đổ xăng với tiền mua đồ ăn. Đây là danh sách chuỗi trạm đoàn viên tại các tỉnh thành khắp tổ quốc nha, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh thì chặn đi miền Trung, đi Tây Nguyên, đi các tỉnh miền Tây, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu nha, đủ hết luôn. Còn chặn đi Hà Nội là đi các tỉnh Đông Bắc, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang nữa nha. Quá tuyệt vời luôn. Mọi người nhớ vào đọc nha. Thế hôm nay tôi có tạo.
chồng mấy ông anh em mua xí cổ cá cổ xếp phải à kinh đây chỉ có mấy mua cá này cá tham mệt có cá chi cài á ông má con mày thấy chú mày mua quậy rồi tao được quậy chưa em muốn phải nhắn mẹ tiên với lại bà mì chiên Việt Nam chơi nha mọi người khi mà bên Việt Nam mình cho phép nhập cảnh á cô bùi á mèo à mèo nè 어 뭐지? 어수로 되게 독 진짜 처음 먹어본 맛이야. 예, 그건 처음 먹어보는 게다. 와 신기하다. 나도 아까 먹어봤어. 이거 먹어봐요. 어머님 이거 드셔보세요. 벌써 맛 깜는데 많이 먹었는데. 그래요? 그건 락거. 우리나라 락거 똑같아. 이거는 우리나라 거 똑같다니까 이게. 비슷해요. 이거 맛있어. 똑같은 맛이야. 이거야. 양파, 마늘, 쪽파, 쪽파. 벌써? 아니 밥 다 먹었는데 이거 먹어야죠? 밥 다 먹으면 돼. 밥 없는데. 맛있네. 아니 왜? 밥 다 먹어야죠? 아니 이거 너무 맛있다. 맛이 어때요? 이게 어미를 하면서 먹어야 되는 음식이네. 그냥 뻥 먹는 게 아니고 씹으면서 무슨 맛이 나는가. 이거 원래 따뜻한 차랑 먹어야 돼요. 충분해. 차 한 잔 마시고 이거 먹고 그래요. 아. 그래서 나는 이 국물 한번 떠먹고 이거 한번 Good idea! 오늘 와 이 너의 매 녹두가 들었네 맞아요 녹두와 아, 이게 삼겹살 가운데 고기 이건 녹두, 녹두. 이거는 삼겹살 잡살 잡살 삼겹살 그래서 어미를 하면서 먹어야 되는 거야 아니면 안에 바나나 맞아 나 바나나 좋아해 나도 바나나 좋아해 어. 근데 오늘 바나나 없어요 근데 녹두도 맛있어 나 녹두 근데 베트남 녹두 들어 쭈이 형님 뭐냐 고 쭈이 녹두 맛있지 trời chưa về quê nếu mà ăn bữa cơm cái này nó ngon ghê mà về, tới về rồi ăn còn ngon cái nào nữa trời ai chịu ăn cái nền tệ bác bị ít kỳ mà sẽ nền tệ bây giờ năm cái ngồi má nó mặn mà nên một cái xin tế ăn thấy bao nhiêu cả 우리 막 이거나 많이 먹어요 엄마. 이거라도 그래도 많이 먹어. 지각하기 전에 우리 해주는 게 어때고? 감사합니다. 진짜 생각 많이 했어요. 아, 고맙습니다. 네, 모델을 내가 꼭 다듬어줘. 네, 뭐 모시고 가니까 이렇게 많이 아 이렇게 미리 해드린 거예요. 그래. 가면 외할머니한테 많이 해줄 텐데. 그런 게. 아, 더 맛있게. 제대로 제대로 맛은 하는데. 뭔가 더 맛있게 해주겠지. 더 맛있게 해주겠지. 근데 할머니가 몸이 많이 안 좋으시다 하다 괜찮은데요? 이거 괜찮나? 다행이네 괜찮으시답니다 잠깐 안 좋은 시기가 있었겠죠? 예, 그랬을 거예요 나 그냥 그 마음을 들었거든 내가 건강 기능식품 많이 보냈어요 뭐 홍삼, 인삼, 영지버섯 아 진짜 그런 거 먹으면 기력이 많이 회복되긴 해요 띵거 얘기죠 ngoài 띵거 남든지 홍삼 cao삼 thuốc xương khớp rồi tao nói uống quanh năm suốt tháng luôn mà lấy gì mà mệt được phải khỏe thôi mọi người khỏe để chờ tiên về chứ chín chảy phì gò chờ đứa cháu 10 năm chứ chín chảy phì gò bánh này anh ấy có bánh này bạn gì bánh này cái gì vậy mình nhé lá chuối thì nói chung là tiên thấy cái chương trình tiên thấy cái chương trình Bưu Việt làm trạm đoàn viên này mọi người rất là ý nghĩa luôn trong cái thời buổi khó khăn như vậy tiên mong là mọi người tranh thủ về quê ăn tết cùng gia đình nha tại vì thật sự là năm nay cũng vậy tiên á bây giờ Việt Nam rất là khó khăn phải cách ly mà cách ly không đáng kể cũng là tiền với máy bay rất là đắt nè thủ tục cũng khó khăn nè di chuyển cũng khó khăn các thứ đâu nhưng mà mình vẫn tranh thủ về để ăn tết cùng gia đình cùng với ngoại với mẹ nên là tiên mong mọi người cũng giống như tiên tranh thủ về quê ăn tết cùng gia đình mình tại vì một năm mới có một lần mà nên là tết đoàn viên tết xung vầy nha mọi người mình có thể tạm thời gác lại những công việc đang làm để về cùng gia đình của mình tiền thì lúc nào cũng thể kiếm được nhưng mà cơ hội để gặp người thân thì rất là khó luôn có khi mình để lỡ mất rồi thì sau này sẽ không có tìm lại được á nên là tiên mong mọi người tranh thủ về để ăn tết nha trứng cút hồi đó thì bên Việt Nam dùng trứng vịt nhiều trứng gà bây giờ thì
ăn cho tiện á thì dùng trứng cút. Nhìn nay đẹp thế nào mình nè. Mẹ chú đi ăn sư ồ. Ồ đi ai anh mình tắt ai mà đi sao à. Giờ cái gặp à. Bên đây một cái tay kết trên này cá trong chỉ cho bún này à. Ừ. Giờ vô trong mẹ chú đây mà đi sao à. Mà khi ăn thì kiểu như mình khi mình dầm cái nó bị bể mọi người, nó sẽ không có sạch nước á, trong nước á, nên là bây giờ tôi thấy nhiều hộ gia đình người ta đổi qua là dùng trứng cút. Ăn nó cũng tiện mà nó cũng gọn gàng hơn nữa. Nước tốt mà sao ta nè. Nước tốt mà. Thì cái bịch thế nào? Chế sổ á? Ừ. À, không có cả nhiều quá. Cái phải đó là. Cái gì? Thì hai mươi chiếc bè. Ừ. Sau đó tôi kêu chị hàng xong xin mời ạ. Ừ. Nhiều mạnh tên là có. Xin mời ạ. À, cái bàn thịt lọc quá. Ừ. Hồi đó mỗi khi mà gần Tết đến á, là nhà ngoại tiên sẽ trồng những cây cải này, cải mần dưa này. Bên dưới mình đây gọi là cải mần dưa để mà Tết tới á, mần dưa. Mà nhiều khi trồng không kịp thì cũng mua. Hoặc là nhiều khi nó bị sâu mọi người. Đây em mới lại mãi nổ mà bạn đi biết cái món con sò. À. Cái con sò rất dành ăn với tiên mọi người. Giá cảnh thì có. Ừ. Ừ. Tôi sang cắt, cái này, bên này có mấy tớ rồi. Ừ. Cắt là anh ra làm gì? 같아. 보니까. 그런 것 같아요. 좀 향이 우리나라 갓, 갓하고 좀 향이 비슷해. 똑같아 생긴 게. 아 그래요? 응. 향도 근데 비슷해요. 응응. 되게 그럼. 계속 손이 간다. 근데 확실히. 그죠. 베트남이 좋겠다. 그야 날이 뜨뜻하니까 내가 필요하면 야채 심으면 되고. 근데 지금, 한국에는 아니잖아. 지금 하면 집 앞에 또 야채 많이 있어요. 그러니까. 여기 가서 다 따먹을 거예요. 한국에는 뭐. 제 그거 nhà ngoại thì bây giờ cũng bầu bí mướp các loại rau nhiều lắm luôn mọi người. Về bển thì thấy ăn sạch sẽ luôn. Đi cô dập chiếc thì imo to hai chú mạnh đi xí mà xài à. Imo cả đi một nước mang cầm thật ta mua cái là có hết xài à. Kì ta đi xe à. Này chuẩn được quá. Hàng xóm á. Mỹ đi nhau nào cả. Hàng xóm nhà tiên của mọi người. Ta mua được nhưng để chân chân ta mua được nhưng thật ta mua được nhưng. Cỡ nửa công luôn mọi người. Mà về bển á. Cô nói muốn ăn như mày cứ hái ăn, cô cho mẹ ăn thoải mái. Xin khất mất cô đâu có thể xảy ra. Cái coconut. À, mặt xíu xả. Coconut à nhá? À, nhá. Coconut à nhá. À, nó tắt chín chạy cái này chứ. Cái này chứ gọi là. Thấy cái này. Cái này chứ gọi là. Nè. Bồi chứ gì? Nó coconut almond 거 아니야? 아니야. 아니요. 아, 이게 코코넛인데? 응. 그래, 이제 먹비. 얼음 같다, 생긴 거. 네, 사진 보여줄게, 뭔지. 그 열매야? 오일처럼 생겼네. 박처럼 그렸네, 박. 미짜오? 우리나라 박처럼. 오! 오! 그게, 어. 미짜오. 어, 맞아, 맞아, 맞아. 오, 똑똑하다. 대박, 시험 머리. 자, 필요 없다, 똑똑하단다, 이가. 가면. 들고 와봐라, 쟁반은. 아, 쟁반이요? 옙! 옙! 쟁반을 까봐요, 내 앞에 까봐요. 비다오. 비다오. 띠, không biết gì tiếng Hàn là gì, 띠, 저거 hình luôn, mà bắt đọc được tiếng Việt luôn, mọi người. 이거는, 비다오. 이거는 빡 같은 거 보이. 비다오. 이거, 몸에 좋아요. 시원하고 해독돼요. 오, 그래, 그 시원한 맛이 날 것 같아. 네. 생으로 먹었을 때. 이거 약간, 이거 열 봉대를 사오래. 너 깨우면 라, 마, 할까, 먹어. 야롭게, 비다오, 마. 한국에는 이런 게 없어. 이게 뭐 보이고. 여러분. 딱 그 신기. 이거 어디 샀는지 좀 알려주세요. 어디 모자 매디. 이거 어디 파는지 좀 알려주세요. 뭐, 이거 깔깔, 비다오, 말이야. 싫어, 가서 먹을래. 깨. Mọi người coi các sản phẩm gì bí đao nữa mà bí coi đào. Bán ở đâu á ngoài mức này ra thì giới thiệu cho Tiên nghe để Tiên mua cho má Tiên uống, má Tiên ăn. Tiên không mua bùa. Ồ. Ai cũng nhớ nhìn ta. Ai ngơ nè. Ồ. Mụn đấy. Sạch tăng, sạch tăng. Mụn chứ mà. Ông chân đá rồi. Cái là anh ấy ạ. Ừ. Cái này. Cái là anh ấy ạ. Cái này cái gì đấy. Ồ, xin nghe anh đấy. Ừ. Ừ, cái. Cái mới xin một bộ kia. 그냥 설탕을 이렇게 뭉쳐놓은 듯한 그런 느낌이에요. 그런 사탕 같은 느낌이에요. 이거는 망고 말린 거. 아, 그거는 나 할 수 있다. 이건 무엇이지? 이거는 이거. 자몸 껍질. 아, 과일 어쨌든 그대로 이제 말려놓은 거네요. 맞죠? 맞아. 자몸 껍질. 자몸 껍질. 그냥 자몽 내가 난다. 맞네. 먹 신기하다. 근데 자몽껍질 보통 못 먹는데 희한하게 만들었네. 와.
신기하네. 아, 맥주 생각. 이게 생각인가? 비야. 너는 이게 왜 이렇게 뜨니? 아니야. 가서 먹을게. 맥주 안 주면. 그냥 말을 안 주다. 그렇죠. 이건 살구야. 그냥 봐도 살구. phải bên Hàn Quốc mà có bán bia gì các em đầu tiên mua cho bà mình khi uống thử vậy thì từ Vietnam mix cho Isumia ăn cho thành đề ở kia à nó mua hương bún đây rồi wow chính chưa nó là mua bia bà nó xuống rồi thấy mía nó là mua bia cái chỗ là trời ui hồi nãy bên tôi mới mua hàng đam mê cái kia ủa đi có mua nên mix cho trời hay à cái mix cho mà hay chứ mà ăn cho hay à thả rồi à. Mọi người đoán bảo có thích bia là không, mọi người biết hết đúng không, đâu cần phải nói nữa. Gần, 나중에 갔는데 어머님하고 외할머니 나한테 술만 주는 거 아이가? 어머니 아니에요. 맥주 한 잔 박스. 그런 거 아니에요, 진짜 아니에요. 나 이런 거 좋아해요. 이게 먹 Việt Nam chắc mua chục thùng bia đủ loại ba ba Sài Gòn hay đi Ken các thứ rồi cho uống. Chắc là 이거 우리나라에도만 bia tươi rồi. 맛있지, 이거 맛있지. 꼭 건포도, 아 포도다. 네. Muốn dẫn mới đi Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh nè, mấy chú mốc cô nói lên thì sợ, ai chú trẻ mới sợ. Cứ tới được cái tên này. Dẫn bà ra Bùi Viện nha, Bùi Viện, ý đó mới Bùi Viện nha. Bùi Viện. Đúng rồi, Bùi Viện. Bùi cứ về nữa. Mỗi tên người cúc in, Việt Nam in mỗi ai sơ nổi lên thì mấy chú mốc cô ba. Club. Club mãi của kinh cái, club tôi mãi đi sợ. Nhưng mà kinh cái là tôi mốc cô, club là tôi mốc cô mà nó để bùi cô chung chung của mình nãy lên ai ở cực kia này rồi. Muốn dẫn nó đi phố Bùi Viện kia mọi người, chỗ là chỗ để nhậu nhẹt, ca hát nhảy múa rồi trời ơi, trong mấy cái cô sếp quay rồi thật sự muốn đi luôn mọi người. Dẫn bà đi cái phố Bùi Viện là cho bà tới công chuyện với bà tới với tôi luôn. Cá xuôi xe cá chi. Cá rồi xin bớt xe cá chi. Thì mình phải tới nhau cả. Không nhé, còn mấy sợ. Giờ đi cả. 이거는 망고인데 큰 망고 그게 아니네. 작은 거 집에서 꼭 그 집에서 말린 듯한 느낌이네 이거. 맛있네. 맛있네 이것도. 근데 이 국물 되게 시원하다 맛있어. 이게 참 딱 먹으면 여주 씁쓸한 맛이 확 오는데 계속 먹으니까 그 씁쓸한 맛도 별로 없네. 신기하네. 이거 되게 신기하다. 이국도. Nhiều khi nghĩ tới ngày gì, ngày về Việt Nam á mọi người tim mới đập rộn ràng nôn nao ăn được ngủ được mà nó mừng mừng nó làm sao nhiều khi thấy nhói trong tim mà cũng khó thở sưng mặt kinh tởm kiểu như không thở được luôn mọi người nhẹ Việt Nam cá nó ngờ sang các anh này cả cơm sưng mặt rồi ạ vậy muốn là cá sưng mi 너무 좋아서 어 그런가 봐 너무 둥둥둥해서 어 둥둥둥둥 sưng mũi 그런 느낌이야 không thở nổi luôn mọi người Việt Nam này cả công kim cả thức Mexico quá đi sợ. Thôi à, chân xí mạnh lắm cô. Cái chân đó ảnh nha. Mẹ tiên kia uống viên chống độc quỷ đi. Vậy á? Chị về tổ sao anh dịch thế này? Anh. Đồ muốn hưng bu này sệt cả bà. Cái này sệt cả bà. Mẹ tiên kia uống viên chống độc quỷ trước khi lên đường đi đặng mà chắc chắn ăn. Chân xí mạnh lắm cô. Ai ghét xin mình ta. Mình sẽ uống viên chống độc quỷ đi về nước nha mọi người. Vậy bỏ nó. Tiên phải hít thở bầu không khí ở dưới quê. Ủa đi chip đẹp, ủa đi cội ra này. Con kia máy ra trên này à. Cứ con kia mà máy ra. Cá tức máy xì gò. Cứ đi cô bông tá đi tá mà cá xì gò cá xì gò thì kìa sợ. Cứ đi cô. Cá xì gò mà cá xì gò. Hít cho ngập tràn cái phổi hít cho đã. Xong rồi vớt bỏ vô bọc đem qua Hàn Quốc thở. Hàn Quốc trời chi. Có mỗi thằng bác sẽ chụp kìa. Ai chết. Chị bị nó có chip nó con kia rồi. Cái hăng rồi thả cá xì gò. Này kìa sợ. Cứ bông tá đi, cứ bông, cứ bông tá đi. Tá mà. Tá mà cá xì gò. Mọi người một khách nhỏ. Chúng ngay ô ta sợ rồi là. Chú xin mẹ là sao? Hoàng vui chẳng đâu. Vậy bỏ. Đẩy. Bỏ bọc đem qua cho mẹ chồng. Với em chồng hít không khí miền quê. Khá sao mà xịt kế. Cái gì cả gì. À nà lẹ. Giang xuân này tức gì có tức mùi cho mùi đến thật. Mà đi, ý mà đi ta. Mày. Ừ mùi ta mà xịt có, ừ mùi ta mà xịt. Xa này mà xịt. Ít tụi kia thức kìa. 다 가져가세요. 고마워. 매래 혀리 매. 내 다 안 먹는데. 내 한 개 안 먹어. 아니 가져. 끝나고 향이 특이하네. 끝나고 맥주 한 잔 해. 우리 할머니 집에 손님
chính là mà này sần lại à chim mua thôi rồi nhé cả gì với nhà mình khưng chip đi cả à tốt cắt ta ủa đâu mà khưng chip đi son cha son nhờ mà chim chật ồ nên cái ăn bu hết rồi mà nhiều quá à cái chứ cái chứ chỉ cứ ăn là sôi rồi mà Chimbutu chạy chim 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 nhà ngoại của tiên là trời ơi tết tới đông lắm mọi người vậy tại vì những con cháu á rồi đông á mọi con cháu đông á nên là từ sáng tới chiều khách tới nườm nượp rồi uống bia rồi nhậu nhẹt rồi trò chuyện nói chung là đông vui lắm cái không khí mà hồi đó là trò chứng khoái nhất là nhận lì xì bây giờ về chắc có lì xì ngược rồi để ra chế anh chùa nên còn mọi nha cứ chính trực oxy tê nãy thì dọn tôi cho xanh là xe bê tôn đi giờ nữa sẽ có tái xe chính cơ chứ bây giờ mình phải cho lại nha mọi người nhưng mà tôi rất sẵn lòng kinh tế này là chuẩn bị hết rồi ta bồng thu tết kê chuẩn bị hết rồi ta tôi đã chuẩn bị 100 cái phong bì để tiên rải cho dòng họ cho cho các đứa em cho các cô chú dì chú bác tới được, nhà ngoại tiên chơi tấm lòng bao la bác ái tiền không quan trọng tôi nói chung với hết trạng này á thì mở ơn mở ơn okay. Quan trọng là tấm lòng và cái tiền là cái tiền may mắn nhưng cầu thêm những lời chúc may mắn nó nên với em thì 받으러 가야겠다 chú xin mời đã có hết rồi 할머니 저는 받으러 가겠습니다 mình xin việc nào sẽ lì xì đó mọi người rồi, ok hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha và kết thúc chương trình thì Tiên muốn nhắc cho mọi người nhớ lại là Biêu Việt có chương trình trạm đoàn viên trên các tuyến đường về Sài Gòn và Hồ Chí Minh nên mọi người nhớ tìm hiểu ở đâu có trạm mà mọi người ghé vào đó để nhận thức ăn nước uống cũng như là sửa xe và chơi các trò chơi bốc thăm trúng thưởng miễn phí nha. Một chương trình rất là ý nghĩa và cực kỳ văn minh mà Tiên muốn truyền tải đến mọi người ngay dịp Tết năm 2022 này. Chúc mọi người một năm mới tràn đầy sức khỏe. Bởi vì có sức khỏe thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc, có tiền bạc và có tất cả mọi thứ. Cho nên sức khỏe là quan trọng nhất. Chúc mọi người một năm mới tràn đầy sức khỏe, thành công, hạnh phúc và sum họp đoàn viên cùng gia đình của mình năm 2022. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người.